phải bồi bổ chất dinh dưỡng, ăn cá ngừ sống nha. Bây giờ em sẽ mặn cá nè. Cái con này đi. Bây giờ chuẩn bị phi lê những cái miếng cá ra nha.
Phước thôi vậy chứ bự. Tù tì kéo qua bao, khi nào thua thì mình người đó rửa chén.